Xin chào anh em đã trở lại với channel của mình. Ở trong video ngày hôm trước thì mình đã chia sẻ 5 cách qua người, di bóng qua người đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Link video ở đây, các bạn có thể xem. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với 5 cách di bóng qua người đơn giản tiếp theo. Let's go. Kỹ thuật đầu tiên, V-turn. Với kỹ thuật này sẽ áp dụng hiệu quả nhất khi đối thủ áp sát ở cự ly gần. Chúng ta sẽ bước cho trộn lên, giả chạy về hướng đó, rồi sau đó dùng gầm bàn chân kéo trái bóng lui về sau, tiếp tục dùng lòng trong chân đó đẩy bóng theo hướng 45 hoặc 60 độ hình chữ V để vượt qua đối thủ. Đến tới kỹ thuật thứ hai, đó là động tác la cung quy ra, cực kỳ đơn giản. Chúng ta sẽ dùng hai lòng trong của bàn chân đẩy quả bóng khi đối thủ đáp sát. Bước 1, chúng ta sẽ gạt ngang trái bóng ngang so với cơ thể khi đối thủ áp sát mình ở phía trước, rồi sau đó dùng lòng trong của chân còn lại đẩy quả bóng đi. Và đây là bài tập giúp cho anh em cải thiện động tác này. Chúng ta sẽ dùng lòng trong của hai chân tập chậm tại chỗ, gạt ngang trái bóng từ chân nọ sang chân kia, rồi sau đó chúng ta sẽ tập nhanh và di chuyển. Thứ ba là stop and run, dừng và chạy. Khi đang bị đối thủ áp sát từ phía sau hoặc bên hông, chúng ta sẽ dùng gầm bàn chân dừng trái bóng lại, giả vờ như dừng lại, rồi sau đó dùng lòng trong của bàn chân kia đẩy trái bóng thẳng hướng tiến, khiến cho đối thủ đứng khựng lại và chúng ta sẽ vượt qua họ. Động tác này vô cùng hiệu quả khi đang ở tốc độ trung bình hoặc khi đang bị quay giáp. Thứ tư, Ronaldo Chop. Đây là động tác được thực hiện rất thuần thục và hiệu quả bởi Ronaldo CR7. Khi đang dốc bóng ở tốc độ cao, chúng ta sẽ bất ngờ dùng lòng trong gạt trái bóng theo góc 90 độ vượt qua đối thủ theo hướng đó. Và thứ năm, inside outside, má trong má ngoài. Trong trường hợp đối thủ áp sát phía trước chúng ta sẽ dùng lòng trong của chân
gạt trái bóng nhẹ về một hướng rồi sau đó bất ngờ nhanh chân dùng má ngoài gạt bóng theo hướng còn lại để vượt qua đối thủ. Động tác này yêu cầu chân chúng ta phải thật nhanh, động tác phải dứt khoát thì khi đó đối thủ sẽ rất bất ngờ. Và đây là bài tập mình chia sẻ cho anh em. Hãy tập tại chỗ với bóng, dùng một chân và đó là 5 kỹ thuật qua người đơn giản tiếp theo mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Hãy đem bóng ra sân và tập luyện nó mỗi ngày để cải thiện kỹ năng của bản thân, thực hiện vào những trận đấu và tiếp tục rút kinh nghiệm. Chúng ta sẽ liên tục phát triển kỹ năng của mình sau mỗi lần rút kinh nghiệm. Và đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi mình và ủng hộ mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.